Giang lên. Giang vừa thôi nha ba. Không có Giang lên vậy đâu à. Giang vậy khoe lòng nách thôi. BT không chỉ đâu bạn ơi. BT bạn ngồi sao kệ mẹ, miễn tập ra thôi, mỗi tay về lấy tiền. Nói chỉ có BT THOL mới chỉ thôi. Đa phần nó sẽ đầu tư vô cục dumbbell. Anh ơi lên, bài đi anh. Bài dài. Bài dài. Bài thoải mái, bài nhức xương trong luôn này. Xong tập vào đó về cái tay em giờ nó quay cái kêu cà rập anh. Tập vậy mới vô đấy. Em tập vậy mới vô, em cầm cục xà bông mà tay em luôn bạch như này là mới đúng nha. Cái thằng mà đầu tư cái máy này á, nó chỉ có hai loại người thôi. Một thằng quá ngu, hai thằng quá đẳng cấp. Tao là người nào tự tụi bay nói đi. Trời ơi, thôi đừng có tập máy không phải vô đâu. Tập tại với tao nè mới vô. Đâm cái đầu óc tập gym hồi thập kỷ trước. Mà không phải thập kỷ trước mà là ba thập kỷ trước. Diễn quá tốt, cắt, nghỉ. Cái lớp thực hành thiết thực cụ thể châm biếm hài hước phương pháp tập gym đúng chuẩn tứ trụ Sài Gòn gym triệu đô đẳng cấp 5 sao gym chúa Duy Nguyễn THOL. Chào mừng các bạn đến với chương trình nổ máy tiếp tục. Đây là một cái máy tập mà lạ lắm các bạn, đẳng cấp lắm, hiếm phòng nào có. Nhưng mà may mắn là bên quận 6 cũng có cái máy giống vậy. Mà bây giờ là bên Bình Tân, bên 12 đều có hết, quận 9, quận 7 có hết nha các bạn. Đây là cái hai máy rất là quan trọng, tại vì không có nào thay thế nó được hết á. Đây là một cái cơ chế tập kêu là RISE tiếng Anh á, mà dịch ra tiếng Việt là gì? Đôi cánh tình yêu. Có bài hát luôn đó ba. Có bài hát đôi cánh tình yêu do anh Duy Nguyễn sáng tác, thằng ca sĩ hát nghe. Thì bài tập này nè, nó khác hoàn toàn với bài press. Nó khác lắm. Bài press là đẩy lên để bung cái cơ dai này. Cái này á banh ra, banh rộng ra, nó cắt cơ dai cạch, nó xẻ như cái cọng mì tôm. Nó sẽ như cái cọng mì tôm. Bài tập này bài cắt dai bao đã, tập xong sụi dai luôn. Mang nhóm nhóc á, phòng nghèo quá mấy bạn. Bởi nó nghèo đi chung với cái khổ. Nó không có máy tập lên cầm dumbbell. Tập vậy nè, có hàng luôn hả? Tụi bay đẩy dumbbell xuống cho nữ đúng không? Đó không? Nó tầm trụ dumbbell. Má bậy bạ không, nó thiệt luôn á. Bảo đảm với mấy em luôn á. Cái cuộc đời tập dumbbell á mà tụi em tập cái bài này vô đầu tiên không là tập đúng hết á. Tâm bậy không à. Tập về cũng sai nữa nè. Không đúng, khó lắm, bài này kinh khó. Bây giờ muốn tập được bài này phải luyện cái bài này trước. Mình nói thì mình mang tính mình diều hàng dumbbell quá. Nhưng mà thật sự với mấy em á, dumbbell á, nó khó tập lắm. 99% dân tập mà nó sai không à. Đó, mà thậm chí anh Duy Nguyễn á, gym chúa đó, mà tập mà dumbbell mà tới lúc nặng á, là mấy cái cuối mẹ nói. Còn bài tập này chuẩn từng cm. Nó đẹp từng cm mà đẹp như ông Trinh vậy đó. Nhưng mà để tập bài này không phải là đơn giản. Cũng có những bạn tập sai nhiều lắm. Đó, chỉ cho đừng nóng ngồi. Nói chung á, tụi em ngồi trong gym nó phải dẫn cái mông ra. Gái con trai con gái cũng vậy đó, ngồi cúm ngồi nó không đúng quy tắc gym mơ mấy em. Đó, mấy em đi ngồi thoải mái không? Ngồi sang chụp cái hình coi. Bà. Cầm vô này, cầm vô cái núng. Thấy không? Cầm vô nè, về sai nha. Về sai nha mày. Hồi nãy thằng Đạt xì ke vô tập mấy này nó tập không êm. Nó có thể cái sự với mày á. Bảo kiếm mà đớt vô tay mấy nhái bén như mày. Nó tập được. Nghĩ gì sao mấy, tập có một cục kêu em. Tập cục ai cho tập kim ba. Đúng không? Nên bạn tập nhẹ chắc chắn là không được rồi. Xuống. Ít nhất phải như đây nè. 75 bao. Hiểu chưa? Bạn ngồi vậy là bạn bị sai, hiểu không? Sai trọng tâm. Lực ở đâu? Lực ngay chỗ này nè. Nó truyền ở đâu? Truyền vô cuộc sống. Giờ đẩy kiếm nha. Nói nhiều lần rồi. BT không có chỉ đâu bạn ơi. BT thì bạn ngồi sao kệ mẹ, miễn tập ra thôi, mỗi tay về lấy tiền. Nói chỉ có BT, THOL mới chỉ thôi. Rồi con thẳng tập gì nè. Mày muốn tập gì cũng đúng hết đó, nhưng mà nhìn nó hơi bựa thôi. Chim cánh cụt. Xong đổi bên đây. Tao có quyền mày. Lật dây tao trị gì được không? Được hết á. Thoải mái luôn mày. Bằng tay mình thấy ghét thôi. Nhớ bạn ngồi á, bạn phải lắp cho được nha. Người bạn như nè, hai cái tay nè, nhìn hai cái tay với người với ngực tôi đi đó, nhìn hai chân nữa,
tay phải vuốt ngay núm vú. Giang lên, Giang vừa thôi nha ba, không có Giang lên vậy đâu à, Giang vậy khoe lòng nách thôi. Thật sự luôn á. Mà nó cũng không vô nhiều mấy em, mà căn bản thì thấy ghét. Cái thằng nách thơm nhanh thì không tức. Cái thằng nó hôi nách thấy mẹ luôn, dơ lên vậy nè. Cái phòng chạy hết. Đấy, cái luôn này. Nên ông cái biên độ tới đây được rồi, tới đây nè. Cơ vai tới đây là cái thích ok rồi đó. Tới đây cũng được, nhưng mà đừng cao hơn nữa. Nè, thở ra nè. Mấy cái cuối nó mạnh nó nặng quá. Ông má sủi dai. Trời ơi, mỏi lắm chứ không phải giỡn đâu. Vô tập bài này đi mấy em. Nói chân bài thấp em có là tập á. Hiếm phòng nào đầu tư lắm ba. Biết không, đây là cái máy xa xỉ. Tại vì sao? Tại vì mày đầu tư cái máy này mày phải có tiền. Mà thậm chí thằng có tiền nó cũng đầu tư nữa. Nó lôi mày lên tập cục đúng beo. Ngu đầu tư chi ba. Trên góc độ làm ăn nó phải là như vậy. Cái thằng mà đầu tư cái máy này á, nó chỉ có hai loại người thôi. Một thằng quá ngu, hai thằng quá đẳng cấp. Tao là người nào tự tụi bay nói đi. Đó. Để có cái máy này, thứ nhất mấy em phải tốn chỗ, chặt chỗ. Thứ hai tốn 80 triệu. Vậy thì tại sao tôi phải đầu tư cái máy này, trong khi mấy em mới tập gym ở đây nó biết mẹ đâu. Chỉ nó tập gì tập đó hả? Đúng không em? Đúng không đồng chí? Mày mới đây tao nhồi sọ mày gì phải tập đó. Ok được, tao chỉ mình lên tập cục này. Mà tập sai tập kể tay kệ mẹ mày, đâu phải tao đâu, cùng lắm tao nói mày tập sai thôi. Đó. Đa phần nó sẽ đầu tư vô dumbbell. Anh ơi lên, bài đi anh. Bài dài. Bài dài. Bài thoải mái, bài nhức xương trầm luôn mày. Má đau cơ thật là đúng, mà nhức xương là sai nha mấy ông nội. Thằng kia nhức xương về đó, hỏi chỗ phòng. Xong tập rồi đó, về cái tay em giờ nó quay cái kêu crup crup anh. Nó quay cái kêu crup crup mà đụng tới nó thốn quá. Xong cái nói gì biết không? Nói xong rồi nói tập vậy mới vô đấy. Em tập vậy mới vô, em cầm cục xà bông mà tay em rung bạc 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 như này là mới đúng nha. Đó, vậy đó mày, cứ vậy không à. Nên nói thật với các đồng chí, mấy đồng chí mà tới THOL quận 12, quận Tân, quận nào gì, nói về cái hệ máy là cái nhiều câu chuyện để kể. Rất là nhiều câu chuyện. Mà thậm chí á, mấy thằng tập lâu năm mà cái não đó gọi là não rồi gì cho ta. Kêu đó chạy gì quên rồi. Mấy con nhỏ mà tối ngày nó quan niệm trinh tiết là số 1 đó mấy em, kêu là gì? Cái là gì đó, để đêm động phòng, đêm hôn nhân cái gì gì đó. Phong kiến hả? Lục. À phải, cổ lỗ sĩ. Đúng rồi, cổ lỗ sĩ. Nói là, trời ơi, thôi đừng có tập máy. Tập máy không phải vô đâu. Tập tại với tao nè mới vô. Đâm cái đầu óc tập gym hồi thập kỷ trước. Mà không phải thập kỷ trước mà là 3 thập kỷ trước đó. Năm 1900 hồi đó mà vận động viên còn ăn ức gà với hồng với hơi lòng tráng trứng đi thi á mấy em. Nói nhé. Quan trọng tập cái máy nào. À, không nói vậy không à. Bởi cái máy này á, nói cho phải bia cho cái máy. Mà là cái gì mà nó độc, mà nó lạ, mà nó không có sự thay thế đó, thì anh Duy mới nhấn mạnh. Chứ còn máy thác loại thước cha gì máy, cái máy mấy cái máy bình thường tôi làm cho xong cái vlog thôi à. Đó, vô. Đúng không? Cái này á, nó hay hơn cục dumbbell rất là nhiều. Biết hay chỗ nào không? Cái cục dumbbell bạn làm sao được như vậy? Bạn không có thể nào mà có được cái sự chống chọi. Má mày lên cho tao. Bà mẹ Việt Nam anh Hùng ơi, lên. Mày lên nổi không? Không có. Dumbbell mày sụm luôn à. Đúng không? Dumbbell là phải tập nhiệt vô, tập máu lửa vô, không có nhây như thế này được. Đó, nhưng mà khi mà tập gym mình nhây cái tốc độ á, nó có tác dụng hoàn toàn khác. Wow. Nha. Trải nghiệm đi mấy đồng chí. Mấy bạn nào thấy cái máy này lạ, cũng thấy lạ nó dám vô chơi luôn á mày. Thấy lạ có đâu biết gì đâu chơi. Nó vô khi thấy mắc cỡ, ủa cái máy này nó không biết tập gì luôn á. Mà vô cái nó hỏi nó sợ quê. Cái nó thôi kệ mẹ tao lên tao tập kia. Các bạn có nằm trong nhóm này không? Các bạn trong phòng gym mà thấy cái máy lạ quá, bạn dám hỏi. Tại không có ai tập hết á. Biết đâu tập. Nhiều quá mà. Nè, lên. Ah!
sụi dai với giảm đâu bạn. Bài tập này không chấn thương, chắc chắn không chấn thương hết. Wow. Những cái máy dòng máy 80 triệu không máy nào chấn thương hết. Khẳng định với đồng chí luôn. Các đồng chí tập gym, các đồng chí có lộ trình. Các đồng chí có giáo án, bài bản này nọ kia. 2 tháng đầu tập cái gì, người mập tập cái gì, người ốm tập cái gì, người chưa biết gì tập cái gì. Người có tinh thần thể thao tập cái gì, mà người mê dâm dục tập cái gì. Chứ phải là cứ cắm đầu tập bậy tập bạ đâu nha đồng chí. Lên tạ. Wow. Ở cái máy này không có gì chỉnh hết á. Tại cái máy này là cái máy nó chỉ có ghế chỉnh thôi. Lùng với cao khác nhau, à mà lùng cao khác nhau nhiều lắm nha. Mấy bạn muốn tập vô á, thì các bạn phải để ghế cao. Để ghế cao nó khó tập hơn. Còn để ghế quá thấp là nó sai. Này thấp nhất rồi. Đủ để cao vậy đi. Đó. Đụng cái gì để giả mang hơn nhiều, mới giỡn thôi nha bà. Đó. Nhưng mà nó bị nè. Đúng không? Này nó cao quá, dễ tập cái mặt ra vậy nè. Nên để vừa vừa thôi. Chỉ chỉnh được mỗi cái chỗ này thôi à. Còn mấy chỗ kia nó cố định hết rồi, nó theo cái quỹ đạo sẵn là mở ra, mở ra, mở ra, mở ra và tập. Ở bài này cố gắng tập từ 10 tới 12. Tập nghỉ ít thôi. Đừng nói nhiều như Duy nha. Vậy chẳng qua là Duy làm video về chén cơm manh áo thôi. Thì phải nói, chứ còn hơi tập nghiêm túc thì đừng nói. Đây là khối lượng 90 pao. Mình tập cái này nữa xong rồi lên cái 100 pao rồi mình dời dời đô cho các bạn. Đây là bài tập rất tốt cho cơ vai và là tập bài tập duy nhất không thể nào thay đổi được. Wow. Nó ăn hết nguyên cơ vai luôn. Toàn diện cả vai trước, vai ngoài. Tất nhiên vai sau là xô nó kéo rồi. Rồi lên nha. Lửa. 1 2 3 4 7 Còn nhẹ quá mà. 8 9 10 1 12 Thôi bị hố mẹ. Nhẹ quá. Diễn chưa phiêu. Lên luôn 105 đi. Thôi lên luôn 120 đi mẹ. Chơi phát túi đừng nghỉ nha. Mình nói nó hơi tục chứ thiệt á. Vai là nhóm cơ nó nhỏ. Nó đầu tư vai, bạn đầu tư hai cơ chế thôi. Một là fresh, hai là fries. Đó, fresh đầu tư chừng 4 set. Fries 3 set tới 4 set đủ bọt. Thì ở trong cái fresh đó đó, mình fresh cái gì? Nó fresh chỉ có hai loại thôi, một là ngang vậy, hai là vậy thôi, chứ không có thỉ gì nữa trơn trọi á. Còn lúc đó thằng nào ngựa thì múa, đồ ạc no này nọ kia cũng được, để bữa nào múa. Đó, còn rye thì hoặc dumbbell, hoặc là cable, hoặc là cái này. Thì chỉ có quyền thoại nhất vẫn là dumbbell. Tại vì sao? Tại vì dumbbell là phòng nào cũng có, tập nhiều thành quyền thoại thôi. Còn cái này đâu phải phòng nào cũng có đâu. Chắc cú luôn á, mấy bạn thử comment dưới video cái phòng bạn có máy này không. Comment thực tế đi các bạn biết thôi. Vô 120 pao. Wow. Thấm rồi đó, thấm rồi đó, thấm rồi đó, thấm, 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 thấm. Lại, 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 lại. Vàng ăn vàng á. Con vàng hết nổi rồi. Trời quá mấy em. Lên 35 luôn đi. 135 bao. Nó là nước mắt. Nước mắt đã rơi. Phía sau hào quang sân khấu. Trăm ba lăm nặng lắm á mấy em. Mấy em tưởng tượng coi. Bài này mấy bạn ngoài Bắc á dùng cái chữ là bay dai. Đó. Bay dai. Anh gì có tập bay dai không? Bay dai. À 135 bao. 130 chia 2 65. Khoảng hơn 60kg. Hơn 60kg. Ôi nó mỏi lắm rồi đó mấy em. Ồ nó nhức, nó cứng nhắc luôn rồi đó. Thôi rồi, bài rai chứ nó giả mang lắm. Bởi vì anh nói là mấy em đừng có sai lầm khi mấy em đánh giá rai nó thua rest. Anh đã làm một cái video cách đây 2 năm rồi. Không có khái niệm đó. Không có khái niệm là rest nó hơn vai. Wow. Tầm bậy. Hai cái này nó ngang nhau. Đó. Chẳng qua là tụi em rai chưa tốt. Tụi em rai nó còn theo cái lớp mòn cổ hủ á.
Mà trong khi á, xét về bình diện chung á, cái bài Rai nó lợi hơn bài Red rất nhiều. Ở chỗ các bạn không bị chấn thương. Còn bài Press á, bạn luôn đối diện với cái chấn thương. Nó rủi ro. Còn Rai không bao giờ chấn thương. Rai rất an toàn. Người nào tập được. Giờ ráng 4 cái thôi chứ nặng lắm á mấy em. Nè lên nó không ra luôn không. Má nó nặng. Cái cuối nghỉ nha. Lên lầu kéo chuột nha mấy em. Ngày cài 4 vlog kiếm tiền đủ rồi. Cái hệ máy 80 triệu đó. Ở đằng trước này có cái gương nữa. Tác dụng của gương này á là để cho các bạn nhìn vô gương. Bạn đánh bại chính mình. Chiến thắng nó. Chiến thắng nó. Duy Nguyễn là cái thằng ngạo khí. Đập nó. Win nó. Tưởng tượng tạ là nó đi. Chạy. Điểm quá tốt, cắt, nghỉ. Hay là các bạn trên cái máy trên kia cũng 80 triệu luôn. Nhớ, hãy tập bài Rise theo cách của Duy Nguyễn. Đến THL trải nghiệm cái dòng máy đẳng cấp 80 triệu. Hay thì share và like đi ba. Cửi gì? Đăng ký chưa? Cái gì cũng biết chứ có biết đều là không biết à. Có chùa hoài.